I'm asking about the meaning of the song in the credit part. À, cảm ơn câu hỏi của bạn. À, bài cuối phim là bài mình hát và được hát bằng tiếng Tana. Đó là một bài hát ru của dân tộc địa phương trên mình ở Kon Tum. Mà ở Kon Tum thì thật ra có rất là nhiều dân tộc, có Bana, Xê Đăng, rồi có rất là nhiều. Mình là người dân tộc Xê Đăng nhưng mà mình sống cùng với các bạn người Bana, nên là tiếng Bana của mình nó tốt hơn tiếng Xê Đăng. Và bài hát này cũng được hát bằng tiếng Bana. Bài hát này thì có nghĩa là bài hát ru em, ru em để cho ba mẹ yên tâm đi rẫy làm việc, hái rau, chặt cây, chặt lá. Ru em ơi em ngủ đi để ba mẹ còn làm việc kiếm tiền. So the question was about the